chào cô chú và anh chị. Hôm nay em có dịp đi tới Orlando, Florida. Em sẽ giới thiệu với cô chú và anh chị tiệm bánh mì San Ferris Bánh Mì Cafe and Bakery nằm ở trên đường Colonial Drive and cái góc đường Torrent Ave. Cái thì em sẽ giới thiệu với cô chú và anh chị tiệm bánh mì này. Tại vì em đã có dịp em đi tới tiệm bánh mì này ăn rồi cô chú và anh chị. Tiệm bánh mì này rất là ngon nên là em muốn giới thiệu với cô chú và anh chị để cô chú và anh chị có dịp về Orlando thì tấp vô tiệm bánh mì này nhé. Ngoài trang trí rất là đẹp, ở trong cũng đẹp lắm cô chú và anh chị. Nằm đối diện xéo xéo bên đó là đi được Sài Gòn. Nằm cũng xéo xéo ở bên đi được Sài Gòn. Rồi bên kia cũng có tiệm bánh mì bôi nữa cô chú và anh chị. Gần bên Tiến Hưng mắc kẹt luôn. Đây con đường Colonial Drive nha cô chú và anh chị. Vô phía trong thì coi phía trong có những cái gì nha. Mình vô trong. Đây khung cảnh phía trong đó cô chú anh chị. Bên đây là rất là đẹp. Có nhiều đồ ăn lắm luôn. Đây. Tất cả các là con tráng đổi rút, khô gà lá chanh, tất cả các món ăn vặt, khô mực, bánh bía, tất cả các loại bánh ở đây đều có như cô chú nhìn chị. Này, ăn thật là đa dạng. Có cam thảo luôn nha cô chú và anh chị. Mình thấy cái dàn bánh ở đây là cô chú và anh chị thấy mê luôn. Nhiều loại bánh chưa? Đẹp lắm luôn cô chú và anh chị nhìn nè. Hồ mà lựa chọn bánh ngọt mình đây. Đây. Đủ loại bánh hết. Còn đây. Đây nữa là cô chú và anh chị. Còn ở trên đây á là thank you. Chúng là bánh mì hết nha cô chú và anh chị. Thank you.
có bánh dai, xí muội, mình là bà. Ở phía mình đây cũng có nè, bữa trước anh về. Xí muội chùm ruột, hạt điều. Đây, mấy chị em nào mà thích ăn vặt thì cứ gái này. Vừa có bánh mì, vừa có cà phê, vừa có trà sữa, vừa có chùm ruột, mận ghim, muối ớt, rồi nước sinh tố, đủ loại đa dạng, nhiều lắm. Ok, thì em cũng muốn giới thiệu với cô chú và anh chị, tiệm bánh mì này ở đây rất là ngon nha, em ăn rồi. Đây là em muốn giới thiệu đến cô chú và anh chị. Em xin tạm ngưng ở đây và em xin hẹn cô chú và anh chị những video tiếp theo. Và em cũng không quên chúc cả nhà mình một ngày luôn an lành và hạnh phúc. Em xin chào cô chú và anh chị.